Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thành phố Sơn La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau. Hội nghị cán bộ chủ chốt phường Quyết Tâm, phường Quyết Thắng, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi và tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Cuối chương trình có phóng sự dấu ấn festival đầu tiên tại thành phố Sơn La. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Đảng ủy phường Quyết Tâm và phường Quyết Thắng vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt triển khai các văn bản của Đảng cấp trên. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của phường Quyết Tâm đã được thông báo kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa 13 với các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp nông dân nông thôn tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, báo cáo những vấn đề quan trọng bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị trung ương 4 đến hội nghị trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ hội nghị trung ương 5 đến hội nghị trung ương 6 khóa 13. Tại hội nghị các đại biểu còn được triển khai công văn số 955 ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện năm rõ theo tinh thần chỉ thị số 18 ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ đảng viên công chức viên chức. Đảng ủy phương quyết tâm yêu cầu cấp ủy các tri bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nội dung đã được quán triệt tại hội nghị nhằm thống nhất về nhận thức hành động và thực hiện góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 19. Tại hội nghị Đảng ủy phường Quyết Thắng đã triển khai quy định 349 ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm với người đứng đầu cấp phó của người đứng đầu cấp ủy cơ quan tổ chức đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao quy định số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy, quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đồng thời quán triệt công văn số 955. Ngày 23 tháng 5 năm 2022 về triển khai thực hiện năm rõ theo tinh thần chỉ thị số 18 ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên công chức viên chức. Ngay sau hội nghị các chi đảng bộ, bộ phận thuộc đảng bộ phường quyết thắng sẽ tổ chức triển khai quán triệt các nội dung trọng tâm và tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở. Tại hội nghị các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng ủy phường đã ký cam kết nêu gương người đứng đầu. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, tháng hành động vì trẻ em năm 2022, Ủy ban dân phường quyết tâm đã đến thăm tặng quà cho các cháu là trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Hiện nay trên địa bàn phường Quyết Tâm có 16 trẻ thuộc đối tượng khuyết tật và mồ côi. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng các suất quà. Mỗi xuất quà trị giá 200.000 đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực được Ủy ban nhân dân phường Quyết Tâm tổ chức duy trì nhiều năm qua nhằm kịp thời động viên khích lệ tinh thần, giúp các em có thêm động lực phấn đấu vươn lên trong học tập rèn luyện, qua đó thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành đến những đối tượng yếu thế, đặc biệt là trẻ nhỏ, để các em có một ngày quốc tế thiếu nhi ý nghĩa. Ngày mùng 2 tháng 6, Ban Chỉ đạo Hoạt động Hè Phường Trường Cơi đã tổ chức hai mạc hè và lồng ghép tuyên truyền phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em năm 2022. Trong thời gian 3 ngày, Ban Chỉ đạo Hoạt động Hè Phường Trường Cơi sẽ tổ chức các hoạt động như giải bóng đá nam thiếu niên, mở các lớp dạy bơi, phối hợp với câu lạc bộ văn hóa dân tộc Thái Phường mở lớp tiếng Thái cho các em thiếu nhi đồng thời tổ chức các hoạt động xã hội như vệ sinh đường phố giúp đỡ gia đình thương binh gia đình liệt sĩ tìm hiểu luật giao thông đường bộ qua các hoạt động mong muốn thu hút sự quan tâm của các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân tới công tác chăm sóc bảo vệ thiếu niên nhi đồng đồng thời tạo sân chơi bổ ích thiết thực giúp các em có một mùa hè vui chơi ý nghĩa giúp các em có thêm kỹ năng kinh nghiệm sống gắn bó với khu dân cư tại buổi khai mạc Ban chỉ đạo hoạt động hè phường đã tuyên truyền phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trường Cơi đã khen thưởng và trao quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn. Ngày 1 tháng 6, Chi hội khuyến học tổ 6 phường Tô Hiệu đã tổ chức vui Tết thiếu nhi cho con em trên địa bàn tổ. Với phương châm dành những gì tốt nhất cho trẻ em, trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tổ 6 luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Con em trong tổ được chăm sóc tốt về thể chất cũng như tinh thần. 100% trẻ em đi học đúng độ tuổi. Con em trong tổ đều có ý thức tu dưỡng rèn luyện và đạt thành tích cao trong học tập. Xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác Hồ. Tổ chức Vui Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 là dịp gặp gỡ động viên và biểu dương các cháu đã đạt thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, đồng thời giáo dục cho các cháu về ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với thiếu niên nhi đồng, thế hệ mầm non của đất nước. Nhân dịp này, Hội Khuyến Học Tổ đã khen thưởng cho 116 cháu học sinh có thành tích cao trong năm học 2021-2022, trong đó 4 cháu đạt giải cấp tỉnh và 1 cháu đạt giải quốc gia. Trường mầm Non Ánh Sao đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2021-2022 và vui Tết Thiếu Nhi cho các em học sinh. Năm học 2021-2022, nhà trường tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, đổi mới phương pháp dạy học, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, để giúp các trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động bổ ích vào các dịp lễ Tết, qua đó tạo sân chơi lành mạnh bổ ích để trẻ giao lưu, phát triển thể chất, rèn luyện các kỹ năng sống, hoạt động tập thể. Kết quả năm học bé chăm ngoan, bé sạch đạt 95 đến 98%. 100% trẻ đảm bảo an toàn thể chất và tinh thần khi ở trường học, 100% trẻ được cân đo và theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng, 100% trẻ 5 tuổi được chuyển lên lớp 1. Thưa quý vị và các bạn, Festival Trái Cây và Sản phẩm Ô Cốp Việt Nam năm 2022 với nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều dấu ấn với các đại biểu của Trung ương, các bộ ban ngành và các đoàn đến từ 63 tỉnh thành phố trong cả nước, cũng như cán bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La cùng du khách thập phương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thành phố để thấy được những dấu ấn về festival đầu tiên được tổ chức tại thành phố cũng như tỉnh Sơn La. Với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương với tinh thần tích cực chủ động, trọng thị và hiếu khách, tỉnh Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện, đã dành sự quan tâm đặc biệt huy động cả hệ thống chính trị tỉnh cùng phối hợp tổ chức thành công Festival Trái Cây và Sản phẩm Ô Cốp Việt Nam năm 2022. Thành phố Sơn La được lựa chọn là địa điểm diễn ra rất nhiều sự kiện chính. Chính vì thế, từ những ngày đầu tháng 5, thành phố đã được trang hoàng với rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pano, khẩu hiệu, chào đón sự kiện trọng đại. Đối với nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung, đây thực sự là ngày hội và hân hoan đón chờ festival tôi cảm thấy rất là hào hứng chờ đón cái ngày diễn ra cái lễ hội chính thức. tôi cũng mong là được tham quan các cái gian hàng này của các cái các cái sản phẩm của các tỉnh đặc biệt là về hoa quả này nông sản của các tỉnh mang đến. Bản thân tôi thì nghĩ là có những cái lễ hội như này thì để cho người dân tỉnh Sơn La này rồi cũng như các tỉnh khác này trao đổi giao thương rồi tham quan học hỏi rồi thưởng thức các cái sản phẩm lâm sản. Đêm khai mạc Festival Trái Cây và Sản phẩm ô cốp Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La đã diễn ra chương trình nghệ thuật với sự tham gia của gần 2.000 người là nghệ sĩ diễn viên chuyên và không chuyên. Với chủ đề Tinh hoa đất trời, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, không gian nghệ thuật đặc sắc, giới thiệu cho khán giả những vùng đất con người tại các vùng miền trong cả nước. Nổi bật là vùng đất Sơn La, nơi được thiên nhiên yêu ái ban tặng khí hậu mát mẻ quanh năm mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt bốn mùa hoa trái kết tinh nên những nông sản và những loại trái cây đặc biệt mà không nơi nào có được sơn la đã và đang trở thành vựa trái cây của khu vực trung du và miền núi phía bắc là hiện tượng của nông nghiệp việt nam chương trình nghệ thuật khép lại với điểm nhấn là vòng xòe đoàn kết của đồng bào các dân tộc tỉnh sơn la và màn bắn pháo hoa tạo ấn tượng đặc sắc của festival thu hút hàng chục nghìn người dân đến xem cổ vũ. Đây là một cái sự kiện tôi tôi theo tôi cảm nhận thì là lớn nhất từ trước đến giờ. Là người dân của thành phố Sơn La thì tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi Sơn La được đón một cái sự kiện rất là lớn, được đón thủ tướng đến thăm và tôi cảm thấy rất là nhiều cảm xúc xúc động. Thì cũng lâu lắm rồi từ sau đại dịch thì thành phố mới có gì được đông vui như này. Thì, uh, thì mấy cái quy, quy mô của uh, festival trái cây hoa quả đấy thì thực sự là rất là lớn lần đầu tiên ở tỉnh Sơn La cũng như là thành phố thì nó quy tụ rất nhiều các cái đơn vị từ các huyện rồi là kể cả các tỉnh khác ở trong cả nước đến tham gia nữa rồi là các đặc sản trái cây hoa quả ở mọi vùng miền tập trung về thì cũng là cũng là cái dịp để bà con ở Sơn La mình được thưởng thức rồi là cũng mở mang những cái uh, mô hình rồi sản xuất lao động cho nông sản nó tốt hơn Festival trái cây và sản phẩm ô cốp Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La có trên 320 gian hàng nông sản và các sản phẩm ô cốp của 5 năm tỉnh thành phố thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan và mua sắm. Trong đó, tỉnh Sơn La có 56 gian hàng được đầu tư công phu với các sản phẩm như xoài, mận, nhãn, chanh leo, cà phê, chè. Ngoài ra còn có 65 gian hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử của 63 tỉnh thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tham gia. Trong khuôn khổ Festival Trái Cây và Sản phẩm Ô Cốp Việt Nam năm 2022 còn diễn ra các hoạt động như triển lãm con đường nông sản, triển lãm trái cây và sản phẩm Ô Cốp Việt Nam, thành tựu phát triển nông nghiệp Việt Nam, thành tựu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La, triển lãm ảnh đẹp về trái cây với trên 1090 tác phẩm của 171 tác giả ở 43 tỉnh thành phố tham dự, tổ chức các hội thi tạo hình nghệ thuật từ trái cây, chế biến món ăn ngon từ trái cây. Không gian ẩm thực Tây Bắc đã thu đông đảo đoàn viên hội viên tham gia, được các vị đại biểu, quý khách quan tâm theo dõi cổ vũ động viên làm phong phú thêm nội dung, góp phần vào thành công chung của chuỗi các sự kiện và để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng du khách gần xa. À, rất may mắn là khi lên đến thành phố Sơn La thì mình lại uh, được đến với uh, hội trợ Festival. Thì uh, khi được thăm tất cả các gian hàng thì thấy vô cùng phong phú từ tất cả các tỉnh xa như Nghệ An, như Thanh Hóa và một số tỉnh nữa, đặc biệt là các huyện của thành phố Sơn của tỉnh Sơn La thì đã tề tựu rất đông đủ và đặc biệt là rất phong phú các cái mặt hàng từ cái mặt hàng nông sản và cũng như là một số các mặt hàng về tiêu dùng khác. Festival trái cây và sản phẩm ô cốp Việt Nam năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Sơn La đã thực sự trở thành ngày hội của những người trồng cây ăn quả, là dịp hội tụ đặc sản vùng miền, cơ hội để trái cây sản phẩm ô cốp được quảng bá, kết nối vươn xa. Đây là dịp để các tỉnh, thành phố gặp gỡ, chia sẻ, quảng bá tiềm năng và cơ hội đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm ô cốp và nông sản đến thị trường trong và ngoài nước. Vì à, lần đầu tiên mình đi đến Sơn La, mình cảm thấy cái không khí này là vô cùng là đặc sắc và cũng như là rất là hoành tráng mình không nghĩ là một cái festival như thế này vì mình, lần đầu tiên mình tham dự mà mình cũng dự rất là nhiều sự kiện rồi thì mình cảm thấy rất là hoành tráng ở từ Phan Thiết tôi đi ra đến Sơn La thì mang sản phẩm đặc trưng nhất sản phẩm ô cốp của tỉnh Bình thuận đó là nước mắm Phan Thiết và đi đến đây thì cảm nhận của tôi thì bà con ở đây là rất là nhiệt tình cũng như là rất là yêu quý cái sản phẩm của mình đến với Sơn La thấy là người dân thân La rất là thân thiện rất là mến khách và khi đến với dân nàng thôi thì tất cả mọi người đều ngộ và đều nói rằng là thái nguyên đều có những sản phẩm rất là riêng rất là vùng miền ạ độc lạ sơn la không có hoặc vùng miền hoặc vùng miền khác không có nhưng thái nguyên chúng tôi có ạ và tôi thấy là trên sơn la này thì cũng rất là tuyệt vời nhất là cái hôm mới đến là được bà con trên này người dân trên này chào đón và những tràng vỗ tay rất là nồng nhiệt rất là cảm động ạ Lễ bế mạc Festival Trái Cây và Sản phẩm ô cốp Việt Nam năm 2022 diễn ra với chương trình nghệ thuật có chủ đề Bản tình ca Sơn La, gồm nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc do tập thể nghệ sĩ diễn viên học sinh sinh viên tỉnh Sơn La biểu diễn, thu hút đông đảo nhân dân đến xem cổ vũ. Qua chuỗi sự kiện, những người tham gia đều vui mừng, phấn khởi và mong muốn trái cây của tỉnh Sơn La nói riêng và của cả nước nói chung sẽ có mặt ngày càng nhiều trên các thị trường trong nước và quốc tế. Với giá trị kinh tế cao, chất lượng tốt, có phần nâng cao thu nhập cho người dân cũng như thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam xứng tầm trong thời kỳ mới. Thành công của Festival Trái Cây và Sản phẩm Ô Cốp Việt Nam năm 2022 như minh chứng cho điều kiện tiềm năng của tỉnh Sơn La, địa phương miền núi sẵn sàng tổ chức những sự kiện quy mô quốc gia và để lại dấu ấn về một vùng đất thân thiện, an toàn, mến khách, góp phần đưa hình ảnh thành phố Sơn La đến với du khách trên mọi miền Tổ quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát triển sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Thân ái chào tạm biệt.